giờ tôi sẽ lên xe nữa các bạn nhé, lên xe để theo mấy anh tài xế này. Đang ngồi trên cabin xe này, đầu cabin đầu xe này các bạn nhé. Lắc quá, xe lắc, lắc ghê dữ được. Hết mình.
này lên con dốc nha các bạn nha. Thì lắp nó có vậy.